Tự hào là gara cung cấp các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng ô tô uy tín tại Hải Phòng. Công ty cổ phần ô tô Hồng Đức tại địa chỉ 363 Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng là lựa chọn của nhiều khách hàng khi muốn chăm sóc cho xế hộp của mình. Với 25 năm kinh nghiệm trong nghề cùng đội ngũ thợ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và trang bị kiến thức về các dòng xe, đến với Hồng Đức, quý khách sẽ được chăm sóc xe toàn điện lạnh, máy gầm thân vỏ, dịch vụ xứng tầm, an toàn, chu đáo. Với mong muốn phát triển thương hiệu Hồng Đức trong các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, vừa qua, công ty cổ phần ô tô Hồng Đức khai trương cơ sở 2 tại số 12 lô 16 Lê Hồng Phong, phường Đăng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Gara ô tô Hồng Đức, cộng hưởng thành công.